Xin chào các bạn, có một số bạn muốn thường cập nhật cái thông tin mới nhất liên quan tới đồng Cardano, mạng lưới của đồng ADA Thì các bạn thấy được là cách đây vài ngày thì cho Hutchinson đã có một cái buổi livestream ở trên YouTube cung cấp một số những thông tin mà cảm thấy là cũng rất là quan trọng cho những bạn nào mà đang lưu trữ, đang đầu tư đồng Cardano cần nên biết đó chính là cái thông tin liên quan đến cập nhật kế tiếp của Cardano là cập nhật Gowen thì các bạn thấy được là theo cho Hutchinson thì Gowen sẽ được phát hành cho một loạt các bản cập nhật về sự kiện Harford. Mỗi bản cập nhật sẽ bổ sung thêm một lớp chức năng khác cho hệ thống tương tự như là Shelly. Nó sẽ trải qua từng giai đoạn với nhiều thông báo hơn cùng dự kiến sẽ được tiết lộ vào cuối tháng như là cuối tháng này, cuối tháng 10. Thì cho Hutchinson nói là Gowen là một phổ đã được phân phối một phần và chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm các phần khác. Thì đây là câu trả lời của một bạn đã hỏi John Hutchinson Người mà sáng lập cái đồng Cardano Là khi nào thì chúng ta mới thấy cập nhật kế tiếp Tại vì các bạn thấy được là kỹ nguyên Shelley đã được thành công ra mắt Thì khi nào chúng ta mới thấy cái phần kế tiếp là Gowen Liên quan đến Smart Contract, hợp đồng thông minh Thì John Hutchinson nói là khi mà chúng ta nhìn vào những cái giai đoạn này những cái phần cập nhật liên quan đến kỷ nguyên thì không thể nào mà suy nghĩ là on hay là off nghĩa là hôm nay không có ngày mai có mà chúng ta phải nhìn vào như là một cái phổ như là một cái cập nhật mà chúng ta phải cùng nhau đi từng bước từ bước một nghĩa là từng phần từng phần một và thật ra cái phần đầu tiên đã có mặt rồi liên quan tới metadata thì dựa trên cái chức năng mới được bổ sung gần đây người sáng lập ra Cardano nghĩa là Charles Hutchinson đã tiết lộ rằng siêu dữ liệu là chức năng thời Gowin đầu tiên được triển khai Bản cập nhật này cho phép các ứng dụng ngoài chuỗi bắt đầu sử dụng chuỗi khối Cardano và trực tiếp dẫn đến 30 thương mại đang trong quá trình triển khai. Thì điều mà các bạn cần nên biết ở đây, đó chính là điều mà cho Hutchinson nói tới là metadata thì một trong những cái vấn đề cần phải được giải quyết nếu như mà mạng lưới muốn được sử dụng rộng rãi trong thương mại, đó chính là cái dữ liệu mà không nằm trên mạng lưới blockchain. Tại vì các bạn thấy được là một trong những điều mà nhiều người thích blockchain đó chính là cái tính phi tập trung cũng như là cái tính minh bạch. Tất cả các giao dịch đều được lưu lại trên mạng lưới blockchain, nhưng mà không phải dữ liệu nào cũng cần phải được lưu lại. Những công ty thì họ có thể là muốn sử dụng nhưng mạng lưới blockchain công cộng nhưng mà không có nghĩa là tất cả những tài liệu họ có đều muốn đưa lên trên mạng lưới blockchain. Cho nên nếu như muốn được phổ biến trong cái giao dịch thương mại thì cần phải có những cái chức năng để mà tích hợp những cái dữ liệu mà không nằm trên mạng lưới blockchain với những dữ liệu mà trên mạng lưới blockchain. Đây là một trong những điều được nói tới bởi cho Hoskinson và nói là điều này dẫn đến 30 giao dịch thương mại đang trong quá trình triển khai. Có nghĩa là cho Hoskinson nói là có 30 công ty à, đang trong cái tình hình là triển khai để được thực hiện trên mạng lưới của Cardano Chúng ta nhìn vào một thông tin khác được chia sẻ đó chính là song song với sự phát triển của GoWin là sự phát triển thêm của mạng lưới Shelly và với việc ủy quyền một phần và điều chỉnh các thông số kinh tế hiện đang được thực hiện, Cardano dự đoán sẽ có nhiều bạn phát hành liên tục hàng tháng. thì các bạn thấy được là điều mà được nói tới đây đó chính là chúng ta nhìn vào những cái cập nhật của Cardano thì không phải là đã kích hoạt Shelly và đã thành công thì coi như vì chúng ta bước qua cái phần kế tiếp là GoWin mà các bạn phải nhìn vào là những cái phần cập nhật này nó sẽ song song với nhau chỉ nguyên Shelly và Gowen thì có nhiều phần nó sẽ chạy song song với nhau và Shelly vẫn đang tiếp tục được cập nhật các bạn cũng đã biết là cái chỉ nguyên Shelly này đã có cái mạng lưới của Cardano là mạng lưới phi tập trung và có chức năng cho mọi người có thể tham gia vào staking và bây giờ thì đội Cardano vẫn đang điều chỉnh các thông số kinh tế như là liên quan đến những cái thông số liên quan đến staking thử như thế nào trên mạng lưới vẫn đang được cập nhật và càng ngày sẽ càng có nhiều bạn phát hành hàng tháng để cho các bạn có thể tiếp tục thấy sự tiến triển của mạng lưới của Cardano và các bạn thấy là cho Hutchinson thì rất là lạc quan và rất là tự tin về cái dự án Cardano này thì cho Hutchinson nói là mỗi tháng chúng tôi sẽ có hàng trăm dự án nghĩa là hàng trăm dự án sẽ tham gia vào mạng lưới Cardano chúng ta nói về việc sự chấp nhận của người dùng và chúng ta sẽ vượt trội hơn mọi người có nghĩa là vượt trội hơn những cái mạng lưới khác thì chúng ta sẽ nói thêm một số chi tiết liên quan tới cập nhật Go này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào cập nhật của Cardano thì trên Cardano Roadmap thì có 5 cái kỷ nguyên Byron, Shelley, Gowen, Basho và Voltaire thì các bạn thấy được là cái giai đoạn mà mới được nói tới đó chính là giai đoạn thứ ba này kỷ nguyên Gowen Kỷ nguyên Shelly đã được kích hoạt cái tên vài tháng Các bạn thấy được đã có những chức năng như là staking trên mạng lưới của Cardano Và kích hoạt mạng lưới phi tập trung của Cardano Nhưng mà cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy được là mạng lưới Cardano có một cái thực chiến nào tại vì các bạn thấy được là cho đến bây giờ thì vẫn chưa có bắt đầu cái giai đoạn Gowen nhưng mà dựa theo cái EMA mới đây của John Hopkinson thì nói là cái kỷ nguyên Gowen này đã được bắt đầu rồi và sẽ từ từ tiến triển trong thời gian tới đây và từ đây đến cuối tháng chúng ta sẽ nhận được thêm một cái thông báo đến từ mạng lưới của Cardano là khi nào thì chúng ta mới biết được là cập nhật kế tiếp liên quan đến Gowin sẽ bắt đầu thì các bạn thấy được là mạng lưới Gowin này là mạng lưới liên quan tới smart contract có nghĩa là liên quan tới hợp đồng thông minh thì khi mà Gowin này thực sự đã được kích hoạt thì lúc đó cho hutchinson nói chúng ta sẽ thấy được rất nhiều những dự án bắt đầu triển khai trên mạng lưới của cardano những cái ứng dụng vừa tập trung sẽ có mặt trên mạng lưới của cardano và lúc đó cardano mới thực sự tiến tới để mà cạnh tranh với những cái mạng lưới khác và Cardano thì đương nhiên muốn tiến tới để mà cạnh tranh với lại mạng lưới của Ethereum. Các bạn thấy được là Cardano bây giờ đứng hạng thứ 9 dựa theo các bạn xếp hạng ở trên CoinGecko về những cái nền tảng hiện bây giờ thì Cardano muốn đi thẳng lên và vượt qua khỏi Chainlink để mà cạnh tranh trực tiếp với lại Ethereum. Và kỷ nguyên Gowin này là như thế nào? Thì các bạn thấy được là với việc tích hợp cái hợp đồng thông minh, kỷ nguyên Gowin đại diện cho một bước tiến lớn về khả năng của mạng lưới Cardano khi mà thời đại Shelley là phân cấp cốt lõi của hệ thống, Govin bổ sung khả năng xây dựng các ứng dụng phi tập trung hay gọi là dApps trên nền tảng vững chắc của Cardano về nghiên cứu được đánh giá ngang hàng và phát triển đảm bảo cao thì các bạn thấy là chúng ta lại sẽ tiếp tục chờ đợi coi coi là Cardano có thực sự là thành công để mà từ từ tiến tới để mà cạnh tranh trực tiếp với lại team hay là không tại vì bây giờ các bạn thấy được là vốn hóa Cardano chỉ có 3,3 tỷ trong khi mà Premium đã tới 42 tỷ sự khác biệt đã lên tới 12.8 lần khi mà chúng ta nói tới sự khác biệt giữa vốn hóa của Cardano và Premium thì chúng ta cũng đã biết là Ethereum từ đến cuối năm sẽ có thông báo liên quan tới Ethereum 2.0 Ít ra đây là cái thông tin chúng ta nhận được cho đến ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ tiếp tục coi coi là Cardano khi mà triển khai Gowin có thực sự như là Charles Hoskinson nói là sẽ dẫn đến hàng trăm Hàng trăm dự án sẽ phát triển trên mạng lưới Cardano hay là không Và các bạn nghĩ sao về thông tin này các bạn hãy comment ở phía dưới và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu như những bạn nào mà muốn theo dõi thùng Capital trên những mạng xã hội thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những link chính thức như là của Facebook, Twitter và Telegram. Và nếu như các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào những sàn giao dịch thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital như là liên quan tới sàn NFX thì các bạn có thể đăng ký điền đơn được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là sàn Binance các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia tham mô liên thuần cáp đồ hay là sàn Bybit bây giờ đang có một khuyến mãi trong tháng 10 này bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái thông tin chi tiết hơn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn